Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở cái phân khúc B, hạng B ạ. Chiếc xe sedan ở phân khúc hạng B, đó chính là chiếc xe Honda City. Đây là chiếc City phiên bản top. Thưa với quý vị và các bạn, Honda City nó có hai phiên bản ạ, phiên bản thường và phiên bản top. Đây là chiếc xe phiên bản top rồi. Phiên bản top thì là đầy đủ option rồi thưa với quý vị và các bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này được sản xuất năm 2019, đăng ký năm 2019 và chạy siêu lướt ạ. Chỉ chạy có hơn 1 vạn km thôi. Chiếc xe mới chạy được 1 vạn 6 km đấy. Thưa với quý vị và bạn, chiếc xe này còn nguyên bảo hành tại hãng ạ và còn rất là mới ạ. Chiếc xe này chạy quá ít và còn rất là mới, cho nên là về bên ngoài thì quý vị các bạn xem đây ạ, không thấy xước sát, không thấy đâm va hay là không làm sao cả, và tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này thì tôi không phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn đâu. Tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc còn nguyên bản luôn ạ. Đấy, và còn rất là mới, còn bảo hành tại hãng cơ ạ. Ở cái phân khúc hạng B này thì vẫn đang dẫn đầu top là Toyota Vios và Honda City đấy ạ. Thưa với quý vị bạn, City thì mọi người ít dùng hơn, tại vì là cái giá thành nó cao hơn. Thưa với quý vị bạn, nhất là cái phiên bản top này ạ. Bản thường thì mọi người dùng nhiều hơn vì nó rẻ hơn ạ. Nó cũng giống như chiếc xe Toyota Vios phiên bản E bản G đấy ạ. Chiếc này là bản top, nó cũng giống đúng như là Vios bản E bản G rồi ạ. City thường và City top đấy, thưa với quý vị và các bạn ạ. Tuy nó đắt hơn nhưng mà thưa với quý vị bạn, nó option nó nhiều hơn và nó đẹp hơn rất là nhiều ạ. Nhìn về cái phần đầu, phần ba đợt sốc trước thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, nó rất là đẹp, được thiết kế với hai giải đèn LED, hai giải đèn LED hai bên rất là đẹp, và cụm đèn thì chia ra rất là đẹp đây quý vị và các bạn ạ, chia từng đèn từ xi nhan cho đèn pha, đèn cốt đấy, và còn rất là mới đây thưa với quý vị và bạn, mới, và những cái phần nẹp cờ rôm này cũng còn rất là sáng ạ, vì chiếc xe mới lăn bánh có 1 vạn 6 km thôi, và chủ xe thì lại để ở trong gara, trong mái tôn đầy đủ. Nếu quý vị và các bạn qua xem thì tôi cho quý vị và bạn xem lại là tôi sẽ mua ở nhà chủ xe như thế nào, và tôi chụp ảnh lại chỗ để, từng chỗ để đến những cái chỗ làm thủ tục cơ, tôi mua chiếc xe này ở đâu và như thế nào tôi đều có hình ảnh, tôi chụp lại hết, để nếu như quý vị và các bạn nào mà đến xem xe tôi cho quý vị và các bạn xem luôn cả ngày giờ, cả đồng hồ các thứ cơ ạ. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp trên gương chiếu hậu này rồi. Và gương chiếu hậu là gương gập điện thưa với quý vị và các bạn. Gương chiếu hậu là gương gập điện rồi. Xe được trang bị khóa thông minh, bấm tay mở cửa đây ạ. Và chủ xe đã rất cẩn thận ốp hết những cái phần cánh cửa này để chống xước đấy ạ. Nếu như không ốp thì cái phần này nó sẽ bị xước, rất hay bị xước ạ. Xe nào cũng vậy, cho nên là chủ xe này rất là cẩn thận ốp hết cả rồi. Và chủ xe đã lắp thêm rất là nhiều đồ. Lát nữa thì tôi cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất mà chủ xe đã làm lên ạ, rất là đẹp ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được có 1 vạn 6 km thôi. Thưa với quý vị và bạn, đó là 16.000 km. Và cái dàn lốp của nó là còn nguyên bản hết cả 4 lốp thưa với quý vị nhé. Còn nguyên bản và nó còn rất là dày. Cái đồng hồ này thì chúng tôi cam kết là không tua, tại vì là chiếc xe còn bảo hành tại hãng, cho nên chúng tôi không tua. Nếu tua, nếu có vấn đề gì xảy ra thì hãng sẽ từ chối bảo hành ngay. Cho nên những chiếc xe còn bảo hành thì chúng tôi không bao giờ chúng tôi động vào đồng hồ đâu ạ. Và cái lốp đây ạ, lốp DES, lốp A19 ạ. Xe được sản xuất năm 2019 và lốp cũng là lốp 19 luôn, cả dàn lốp ạ. Và la răng còn rất là đẹp, chưa có xước sát gì cả. Đây, thưa với quý vị và các bạn, la răng rất là đẹp, cả một dàn lốp còn nguyên. Nhìn từ phía sau thì quý vị và các bạn cũng thấy luôn đây ạ, cái cụm đèn sau cũng còn rất là mới. Đây chính là chiếc City, động cơ iVTEC rồi. Và cái cụm đèn hậu này đều rất là mới, rất là đẹp ạ. Đấy. Và đằng sau thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, chiếc xe cũng đã được trang bị là camera lùi nguyên bản của xe đây ạ. Đây là phần camera lùi, dưới là đã có cảm biến lùi rồi. Đây là cái phần cảm biến lùi của xe ạ. Quý vị các bạn thấy nó có mới không ạ? Tất cả rất là mới, rất là đẹp ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Không khác gì một chiếc xe ở trong hãng vừa ra.
Về phần ngoại thất thì chắc chắn là không có gì phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn rồi. Quan trọng là cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất xem có đâm đụng hay là va chạm gì không, keo chỉ có còn nguyên zin không. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là hấp dẫn mà nhà sản xuất công bố đây ạ. Chạy 5,8 km, 5,8 lít xăng cho 100 km kết hợp đây ạ. Và nếu như chạy ở trong khu đô thị là 7,59 lít cho 100 km. Nếu như chạy ở ngoài đường trường, ngoài đô thị chỉ có hơn 4 lít thôi. Thưa với quý vị bạn, đấy là cái công bố của nhà sản xuất. Nhưng nếu như quý vị và các bạn nào mà chạy tốt hơn, có thể cái mức nhiên liệu còn được tiết kiệm hơn nữa cơ ạ. Còn nếu như mà những cái người nào mà chạy kém thì có thể hơn. Đây nó còn phụ thuộc cả vào cái phần người lái xe nữa ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi tiến vào cái phần nội thất của chiếc xe ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bước qua vào cái phần táp bi cửa. Để tôi mở nhỏ cái, tôi đang mở radio ạ, cho nó nhỏ đi một chút xíu, để cho tôi nói cho quý vị và bạn nó dễ nghe hơn ạ. Đây, thưa với quý vị và bạn, ở cái phần táp bi cửa rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Và đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này. Cụm điều chỉnh lên xuống kính này. Và đây là cái cụm điều chỉnh gương, gương cập điện. À, đây là gương cập điện, chế độ tiết kiệm nhiên liệu xăng, tiết kiệm xăng này, cảm biến lùi này. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì tôi cam kết, thứ nhất là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản và nó còn bảo hành ở hãng. Tất cả là còn bảo hành ở hãng cho nên là không phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn đâu. Quan trọng là xem cho quý vị và bạn xem về cái phần nội thất mà chủ xe lắp thêm đây ạ. Đây là cái bộ ghế da này, là cái bộ ốp thôi ạ. Ốp chủ xe đã ốp vào thêm lên, và cái bộ này thì chủ xe mua rất là đắt tiền. Và đây là của một cái chủ xe nữ sử dụng. Chủ xe nữ sử dụng cho nên là người ta lắp thêm cái bộ ghế này. Cho nên bây giờ nếu như bạn nữ nào mà mua chiếc xe này để sử dụng thì là hợp tông luôn ạ. Rất là đẹp ạ. Và cái phần lót sàn đây ạ. Lót sàn cũng là cái lót sàn 5D. Chủ xe mua xong cái là lót sàn 5D luôn. Cho nên là cái bộ thảm theo xe này còn nguyên, vẫn đóng ni lông ở đằng sau ạ. Lát nữa tôi cho quý vị và các bạn xem ạ. Chủ xe đã mua thêm mấy bộ lót sàn cơ, để sơ cua nếu như phải giặt thì là đã có bộ lót sàn khác để thay ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây. Thưa với quý vị và các bạn, đây chính là cái tem của nhà sản xuất. Chiếc xe được sản xuất tại Honda Việt Nam, công ty Honda Việt Nam, địa chỉ là Vĩnh Phúc đây. Thưa với quý vị và các bạn, và chiếc xe được sản xuất năm 2019 đây, sổ 2019 đây, thưa với quý vị và các bạn nhé. Đấy. Sản xuất năm 2019 này, số loại là Honda City phiên bản top đây ạ. Rất rõ ràng, đây chính là phiên bản top này. Phiên bản top này, sản xuất năm 2009. Đấy. Và đây là cái phần nội thất phía sau xe. Bước vào chúng ta cũng đã thấy nó sang trọng và lịch sự rồi ạ. Bên dưới thì là cái lót sàn 5D. Bên dưới lót sàn 5D, bên trên là lót ghế này. Bộ áo ghế hay còn gọi là bộ áo ghế. Quên tôi chưa cho quý vị các bạn xem ở cái phần áo ghế đằng trước ạ. Chủ xe mua xong cái là ốp phần áo ghế luôn. Đây, thưa với quý vị các bạn, ốp xong phần áo ghế luôn. Cho nên nếu như không dùng cái phần áo ghế này thì là cái nội thất đằng ghế này còn rất mới, mới tinh luôn ạ. Nếu như bỏ cái bộ áo ghế này ra thì còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Lát nữa thì tôi cho quý vị và các bạn xem cả về cái phần đằng trước ạ. Đây là cái đồng hồ mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được có 16.000 km thôi, tức là 1.6 km đây ạ. Đấy. Lúc tôi mua về nó chỉ có 1.5 thôi, và tôi chạy đi chạy lại lên thì bây giờ nó lên 1.6 chẵn rồi đấy ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Từ cái vô lăng cơ, chủ xe mua xong cái là đã ốp luôn. Cho nên là cái vô lăng này nó cũng rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, và đây là cái chủ xe nữ sử dụng, cho nên là quý vị các bạn nhìn đấy ạ. Từ cái vô lăng, cái áo ghế rất là nữ tính ạ, và rất sang trọng, lịch sự ạ. Và xe thì cũng đã được là trang bị là một cái màn hình giải trí đa phương tiện, tích hợp camera lùi. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, điều hòa tự động, đè nổ start stop đầy đủ hết rồi. Và kể cả những cái phần táp lô này chủ xe cũng đã bọc hết rồi cơ. Cho nên là bây giờ nếu như bỏ ra thì là gần như là mới tinh luôn đấy ạ. Chiếc xe này chúng tôi mua về thì tôi chia sẻ luôn với quý vị và bạn, tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Không phải mất tiền dọn xe đâu ạ. Vì chiếc xe nó đẹp như thế này, không phải dọn dẹp gì cả. Đấy, rất là đẹp. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Chủ xe đã làm lên cũng khá nhiều tiền để vào chiếc xe này đấy. Chủ xe chia sẻ là sở thích chơi xe, vừa mua xong cái là làm luôn. Đấy, làm luôn cả trần đây. Trần này thì là chắc chắn là một điều là sẽ có nhiều người không thích. Nhưng mà để lắp thêm một cái bộ áo ghế này vào với lại cái trần này vào thì nó rất là đẹp luôn ạ.
bên trên là trần này, bên dưới là sàn này, và bên giữa là cái bộ áo ghế này. Rất là sang trọng, lịch sự. Và nếu như chúng ta không thích, chúng ta có thể bỏ ra, bỏ cái bộ áo ghế này ra cho nó nguyên bản, thì cái ghế này nó lại rất là mới đây. Thưa quý bạn, ghế da nguyên bản theo xe, rất là mới. Nếu như chúng ta không dùng cái bộ áo ghế này, chúng ta bỏ ra, thì cái bộ ghế này nó cực kỳ là mới ạ. Đấy. Nếu như ai không thích trở về nguyên bản thì rất là đơn giản thôi ạ. Đấy. Để trở về nguyên bản thì rất là đơn giản, không có gì là khó cả. Mà nếu bóc ra bỏ lại nguyên bản thì rất là đẹp, rất là mới ạ. Và đây là cái phần cốp sau. Thưa với quý vị các bạn, chủ xe cũng đã lót thêm một cái phần nhựa này để cho nó đỡ bẩn cái thảm ở dưới. Cho nên thảm dưới rất là đẹp đấy ạ. Rất đẹp. Và đưa thưa với quý vị bạn, lúc mua xe xong là chủ xe mua thêm một bộ lót sàn này để phòng giặt thì là sẽ có bộ khác để dùng. Còn bộ này là bộ nguyên bản theo xe đấy ạ. Bộ sàn này là bộ nguyên bản theo xe đấy ạ. Vẫn còn nguyên trong ni lông, chưa dùng đến vì đã lót sàn 3D rồi. Lót sàn 3D rồi cho nên là bộ thảm nguyên bản theo xe chưa dùng đến, và mua thêm một bộ cũng chưa dùng đến. Và đây là cái phần bạt phủ xe. Vì là nhà chủ xe có chỗ để ở trong gara mái tôn cho nên là cái bạt này cũng còn nguyên, chưa dùng đấy ạ. Đấy, bạt theo xe còn nguyên, chưa dùng. Đấy. Quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này về thì cũng được rất là nhiều cái tiện ích mà chủ xe để lại đấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau, bên phụ ạ, và cái phần nội thất sau cũng rất là đẹp, rất là mới. Đấy, thưa với quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể yên tâm vì chiếc xe này thì tôi không giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn về cái phần keo chỉ đâu. Tại vì là tôi cam kết luôn rồi ạ, và nó còn rất mới, còn bảo hành tại hãng cơ ạ. Và cái phần cửa phía sau cũng có bấm tay để mở cửa đây ạ. Đấy, đây là cái phần nội thất cánh cửa trước bên phụ. Đấy. Quý vị các bạn nhìn thấy nó có đẹp không? Đây là cái đồ cá nhân của tôi đây ạ. Đấy. Cho quý vị và các bạn xem ạ. Từ những cái lót sàn này, ghế này, áo ghế này, rất là mới, rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phần động cơ của chiếc xe. Honda cũng đã trang bị cho chiếc xe City Top 2019 này là một cái khối động cơ 1.5 lít iVTEC đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, về phần động cơ thì chắc chắn là tôi không phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn về thông số kỹ thuật hay là về công suất thể tích. Tôi chỉ giới thiệu về cái thể tích làm việc là 1.5 thôi. Và quan trọng nữa ở đây là chúng tôi là buôn bán xe cũ. Tôi chỉ giới thiệu cho quý vị và bạn xem nó còn nguyên bản hay là không nguyên bản thôi ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn đây ạ, tất cả keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Và còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 1 vạn km thôi và vẫn còn bảo hành tại hãng. Cho nên là mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm rồi ạ. Đấy, quý vị và các bạn có thể yên tâm về chiếc xe này, về chất lượng ạ. Chất lượng thì không phải bàn, anh em toàn nói vui với nhau. Chất lượng thì không phải bàn, chỉ bàn về giá thôi ạ. Vì chiếc xe này nó quá là đẹp rồi ạ. Không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng ra. Ốc, tất cả các ốc này còn nguyên bản hết ạ. Mới có 1,5 vạn thì còn chưa bảo dưỡng cái phần buji kim phun cơ, chưa phải bảo dưỡng cơ. Cho nên là tất cả cái ốc này nó còn nguyên hết đấy ạ. Rất là đẹp. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Ừ.